chim. Sao tao là... ngủ dậy sớm là sao tiên tối sớm vậy? Hiểu giờ sớm, tranh thủ đi chơi mà. Hai giỏi á, tưởng đâu là biến cha ha, leo á hả? Cho mừng cho mừng cha. Mừng cha. Cứ mấy tiếng tới? Đi mấy tiếng? 5 6 tiếng lận. 5 6 tiếng ít cho học cơ sở. Ủa sao sao tao đi 9 10 tiếng rồi mà? Cô đi 10 tiếng rồi mà. Bây giờ đường nó chạy rất là tốt. Bây giờ tốt nhưng mà cũng ở chỗ cũ đúng không? Ở chỗ cũ. À. Ở chỗ cũ là ở đâu? Chỗ cũ là ở chỗ cũ. Ở chỗ cũ là chỗ cũ. Không biết tên. Understood. Không phải chính giữa sorry. Anh bé ở gần Grenz phải không? Này, anh biết ở tên Poland nghe. Ok. Nguyên cái tuần này là gì chị Hồng nào YouTube? Ok. Vậy là tuần này giờ chị Hồng theo. Sao? Hồng bí cho về một coi nè. Thôi nó cho Hồng ra thấy không phần nè. Có cái tầm bào âm. Nè trời. Hồng bí cho em mà chào đi. Trẻ quá. Trẻ thế quá. Em đẹp gái mà trẻ. Ôi mà con cũng trẻ nữa mà. Hả? Con cũng trẻ nhưng mà ý nó trẻ 40 rồi hả? 28 mà. Tèo 4 năm rồi xài dữ lắm này, cái còn này, cái bầu hồ lô này. Đó. Có lấy nào lấy mày che dù được luôn không? Dạ. Lấy thấy lấy nào lấy không? Bị mình khẽ hả? Khẽ không? Trời ơi, khẽ cái gì? Khẽ ăn gì hết. Trời đâu. Ơi, rồi, rồi. Thơm lắm rồi nha. Rau đây mà mai mốt mày hái về bên đó để lấy giống biết sao. Hello mọi người, welcome back to my channel. Chắc mọi người coi không có hiểu cái gì hết phải không? Cái này là chị Hồng là một người khách quý, cái này là bà con ở Việt Nam đó. Cho nên chị Hồng thì ở Thụy Điển, nhưng mà trong mấy năm nay mình không có thì giờ để gặp nhau á. Cho nên lúc trước mình gặp nhau với lại bây giờ là chắc cách nhau cũng 12 năm rồi. Là lúc mình gặp chị Hồng mình còn mới có 20 tuổi, bây giờ là mình 30 tuổi rồi. Cho nên bây giờ chị Hồng có cơ hội mùa hè này để qua gặp mình á. Cho nên má rất là mừng, với lại má đang chỉ cây cối cho chị Hồng nó sống ra sao, yêu cái này cái kia. Thì bây giờ là một cái vacation của chị Hồng, thì chị Hồng sẽ ở đây dài 3 ngày với lại đi chơi với mình. Đây là chị Hồng đã đem theo quà, chị Hồng đã tặng mình rất là nhiều thịt từ Thụy Điển tới, mà thịt ngon thì càng ngon luôn đó. Hả? Chị Hồng cho thịt hả? Ừ. Lâu lâu qua chơi mà. Hả? Chị Hồng giàu gì ta? Thấy chị Hồng giàu quá, chị Hồng mua gì mà thịt nó cần nó tính tiền không? Nói công thì lấy thòng mẹ nó nuốt lấy tiền nữa. Tôi nói gì ai mà lấy tiền nữa. Ai mà lấy tiền nữa. Ờ, đất quỷ thằng ơi. Nói công vậy thôi chứ nói như lấy tiền gì nữa. Dịp cho má hả? Cô nuốt đứa là một cục thì mai nướng ăn, không nào nướng ăn. Mai nướng lấy một cục ra liền để đó. Cô lấy thì cũng thích bò lên kia mà giờ cứ cục. Con tính xào ái kìa. Xào gì cơ? Xào miếng cải, cải ấy hay muốn nấu canh tôm ra, miếng tôm xào lên nấu canh canh 5 giây có ăn liền. Thôi cô muốn cho con ăn gì cơ? Ok, mới đây là quần qua quần lại là cũng dài 3 phút rồi. Chị Hồng mới đi xe qua bên đây là cũng từ 6 tiếng tới 8 tiếng đồng hồ. Hồi xưa lúc mà mình chạy để gặp chị Hồng với gặp mỡ á, là ít nhất mình phải đi 10 tiếng đồng hồ tới 12 tiếng đồng hồ. Tại vì đường nó đi rất là khó, với lại nó không có chạy giống như bây giờ. Chị Hồng mới nói cho mình là bây giờ mình nó chạy E18 là chạy tốc độ 110. Từ Thụy Điển tới Norway là bây giờ nó chạy thẳng với xe với đường chạy rất là ngon. Còn hồi xưa mình nhớ mình chỉ có chạy 8-60 km trong một giờ á, cho nên mình đi mình thấy nó rất là lâu với rất là xa. Bữa nay mình đã làm một cái món rất là đặc biệt cho chị Hồng, cái này là Korean barbecue. Korean barbecue thì mình làm lúc mà mùa hè thôi, tại vì lúc đó nó mới cái bán thịt đúng, còn bình thường thì mùa đông thì nó không có bán cái thịt này. Chị Hồng cũng không có ăn nhiều Korean barbecue, nhưng mà chị Hồng thưởng thức là thấy cái này cũng rất là ngon với đặc biệt, tại vì cái sauce nó rất là khác biệt hơn bình thường. Hello, welcome back to my channel. Đây là chị Hồng từ Thụy Điển tới. Bữa nay là chị Hồng mới tới hồi 4 qua. Xong rồi chị Hồng mới ngủ đây một đêm. Xong rồi y mới đi Paris hồi 4 qua. Cho nên y đem theo macaron từ Paris tới. Cái hiệu này kêu là Pierre Hermès, là giống như Hermès macaron vậy á. Nhưng mà cái hộp này là 35 euro, 35 euro.
hay là 400 tiền nồi gì đó. Bây giờ chị Hồng không có hiểu YouTube cho nên chị Hồng không nói gì hết đó. Chị Hồng phải nói. Chị Hồng phải giải thích chị Hồng là ai. Chị Hồng là chị Hồng. Ok. Mình là Hồng, là chị bà con của Minh. Dạ. Thì tới đây thăm gia đình của Minh. Xong rồi chị Hồng mới ngủ dậy cho nên bây giờ thì mình sẽ ăn macaron. Cái macaron này là của Pierre Hermé cho nên nó có một cái food court, là giống như nó có một cái bản đồ á lúc mà mình ăn, cho nên mình sẽ ăn xong rồi thử từng chút. Thì chị Hồng muốn lấy cái màu nào? Chị Hồng tên Hồng chắc là lấy cái màu hồng đi. Ok, chị Hồng muốn lấy có nhiều cái hồng khác nhau cho nên chị Hồng muốn lấy cái nào? Giờ lấy luôn một cặp hồng này đi. Yeah, pink. Ok, cái đó là cái màu hồng kêu bằng Isfahan, là nó rose, lychee, you from boys. Cho nên bây giờ chị Hồng thử, chị Hồng thấy nó ra sao? Nhưng mà tiếng Việt là cái gì mấy cái đó? Rose là hồng. Hồng. Also lychee là cái đồ trái vải hả? Yeah. Trái vải. Yeah. So from boys thì raspberry. À, cái raspberry là tiếng Việt của mình hình như là ở ngoài đường đó. Cái cây nó chua chua đúng không? Bên Việt Nam mình không có cây đó. Bringebar. Bên này mới có thôi, Việt Nam không có cây đó. Nó kêu bằng bringebar. Đại khái là môn, cái cây môn, môn của người bên nước ngoài. Bên Việt Nam mình cái cây môn đó nó không có, giống như mà cây môn nó canh chua đó, nhưng mà cái cây môn bên này nó chua hơn của cái môn Việt Nam mình. Mình ăn thôi đúng không? Cắn cái. Thưởng thức ra sao, tại vì nó không có cứng, tại vì nó mới đi một ngày rồi cho nên bây giờ nó hơi mềm. Cho nên cái quality nó hơi xuống chút, nhưng mà bình thường á cái caramel này nó phải cứng xong nó crispy, nhưng mà bây giờ tại vì đi máy bay một ngày cho nên nó mềm. Ngon, rất là ngon luôn. Ngon đó. Okay, lần đầu tiên mình ăn cái này luôn đó, mình nghe nói là rất là mắc tiền, nhưng mà lần đầu tiên được thử ở đây rất là Hôm nay mình sẽ ăn một cái màu trắng infamant vanilla, là cái này là vanilla từ Madagascar, nhưng mà vanilla là cái gì, là vani, cũng là vani. Vanilla. Ok, cái này vanilla. Là vanilla không phải bình thường, cái này vanilla ở Madagascar tới, là từ Africa nó bay tới, từ cái nước Africa là châu phi. Là cái nước mà má muốn gửi đi xuống lúc đi hồi nhỏ. Cái nước đó này không phải, cái này là new creation, tại vì nó có hai màu. Nó có màu vàng lis omit là đậm chứ sáng. Cái này là cái yogurt yuzu, là cái citron từ Hàn Quốc tới, nhưng mà cái đó là yuzu là chanh của bên Hàn Quốc. Dạ, cho nên cái đó là chanh Hàn Quốc, nhưng mà không phải chanh, cái đó là yuzu. Cho nên mình kêu nó bằng chanh cho người ta hiểu, nhưng mà cái vị đó là vị chua. Dạ. Xong rồi yogurt là da ua. Cái này là new creation, là cái này mới trong cái collection này, cho chắc năm tới thì nó sẽ có cái khác, cho nên mỗi năm nó sẽ có new collection. Bây giờ ăn thử. Wow. Ngon. Cái citrus này nó rất là nhiều flavor, nhiều vị. Tại chị Hồng nói tiếng Việt rất là rành, mình không có rành cho nên chị Hồng sẽ giúp đỡ nói tiếng Việt bữa nay, như vậy mình nói tiếng Việt lại. Cái yuzu này á, nó không có ngọt thì là ngọt, lúc mà mình đi Hàn Quốc mình ăn macaron nó bỏ rất là nhiều đường, nó không có hiểu, nó tưởng đâu ăn đồ ngọt là phải có rất là nhiều đường, nhưng mà cái này nó có mặn, ô chua chua, ô ngọt ngọt, nó perfect balance, chua mặn ngọt. Dạ, yeah. Bình thường thì mà ăn macaron rẻ tiền á thì nó ngọt không à, nó không có nhiều balance, cho nên cái này là quality macaron thì mình ăn mình cũng thấy nó ngon á. Ok, chị Hồng muốn lấy cái nào? Thử thêm một cái nữa. Ok, mình thì uống sữa, chị Hồng thì người lớn cho nên chị Hồng uống trà xanh. Yeah. Lấy cái màu xanh đi. Màu xanh á? Màu xanh cái đó là pistache. Là pistache là cái gì? Chị Hồng cũng không biết luôn. Pistache là cái nut. À, là đậu, hạt đậu hả? Hạt đậu màu xanh lá cây. Ok. Also nó pistache is á, nhưng mà cái này là pistache 100%. Cho nên chị Hồng thử. Okay, cái này là kêu bằng aca, cái của chị Hồng kêu bằng pistache. Insignificant pistache. Cái này là wild strawberry, là dâu ở rừng. Also nó có shisu, là cái gì của Nhật á, mình chưa biết, nhưng mà nó nghe giống như Nhật. Xong nó có chấm chấm màu đỏ, còn cái của chị Hồng thì nó màu xanh lá cây không, với lại nó có merin ở trong, cái của chị Hồng nó có chấm sauce ở trên cái của chị Hồng luôn á. Ok, thử cũng ly. Wow, rất là đặc biệt luôn nha. Cái này là không phải đồ ăn bình thường. Lần đầu tiên chị Hồng thử á, phải không? Mà lại là hàng chính hiệu nữa, rất là hấp dẫn. Dạ, tại vì ăn lúc mà mua không phải cái chính đó, nó không có ngon giống cái này. Chị Hồng muốn nói gì nữa không? Chị Hồng đủ rồi, bây giờ thôi. Chị Hồng ăn hai cái chị Hồng đủ rồi. Dạ, thích ngon hả? Nó ngon, rất là đặc biệt và nó rất là hài hòa, những cái vị á, nó rất là hài hòa, nó không ngọt lắm, và hay là những cái nó đều á, rất là nó đều đặn đó. Và cắn như một miếng rồi muốn cắn thêm một miếng nữa. Và đặc biệt là nếu mà uống với trà hay là cà phê thì càng hấp dẫn nữa. Cơ hội ăn thêm một lần nữa, chị Hồng có mua cái này lại không? Chị Hồng thì không có mua, nhưng mà nếu mà ai cho thì sẽ ăn. Đó,
Ai cho cái mắc hả? Tại nó mắc tiền. Lại. Thấy. Nó đùa thôi. Thì như là ăn rất là ngon, ngon. Ừ. Nếu mà mua làm quà tặng cho người khác thì là có thể làm, còn mua cho mình ăn riêng á thì chị Hồng hạn chế. Hạn chế là gì? Hạn chế nghĩa là ít ăn lại đó. Ồ wow. Ừ. Tại sao? Ê, tại vì chị Hồng là giảm ăn đường ngọt. Ok, tất chị Hồng đã quay phim, bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn. Chị Hồng thì đi vô ăn breakfast với má. Cùng một hồi thì mình sẽ đi bắt hầu, thì lúc đó mình cũng đem theo video. Rồi. See you. Bye bye. Ok, thì chị Hồng mới nhảy ra thì tí sẽ nhảy vô. Tí nó mới dậy cho nên cái mắt nó hơi đờ đờ. Thì bây giờ mình sẽ ăn macaron. Tiếp tục ăn macaron. Rồi em thử. Ok, em thử. Cái này là cái pistache, cái pistache. Ngon không? Pistache 100%. Wow, det är lite rörigt att smak. Det smakar pistache i någonting gick. Pistachen. Ja, cái pistache. Han kan biết nó đâu. Jo, cái pistache nó ra sao? Okay. Cái nó tí nói pistache nó kỳ tại vì nó ăn 2 giây á thì nó có pistache xong rồi nó xong á là ra sao? Tí nhìn lên kìa, nhìn nó ăn thì nhìn lên. Đã phun mì nắng. Này, sù là trên vậy. Thì tí nó ăn cái pistache thấy ngon phải không? Cái này là cái yuzu. Từ Hàn Quốc tới. Cái này là yuzu nè. Ồ, nó sweet. Cái lịch nữa, đừng có xin lửa mến. Đó, nó ăn mưa ngủ mới dậy mà. Tí sẽ không biết không nữa. Nó không có làm tóc gì hết. Trời ơi. Ăn phải cầm cái này. Cái này là cái microphone nè. Chứ sao? Ngon lắm, ngon hơn cái pistache. Ngon hơn pistache hả? Yeah. Ăn mới smart chứ. Tại vì pistache. Cái này nó là sao? Ngon. Ngon hơn pistache. Tại sao nó ngon hơn pistache? Ngọt hơn, xin ngọt hơn. Ngon hơn á. Thì mình sẽ tiếp tục ăn cái màu Magador. Cái này là kêu bằng Magador. Cái này là milk chocolate với lại passion fruit. Mình không biết passion fruit tiêu gọi nghe. Em sữa. Ok, đi lấy sữa đi. Sỏ sữa, thịt sữa. Thì mình sẽ ăn tiếp tục tại vì tí mới lấy sữa. Sữa của tí đâu. Đó. Xong mình mới lấy một cái dù để mình quay phim. Nó không có nắng. Xong rồi nó lên nó xuống cho nên nó không có thấy xấu. Bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp tục. Mình thì muốn ăn cái Magador. Cái Magador là cái này nè. Cái màu đen là cái sô-cô-la. Là một cái milk chocolate, là sô-cô-la bằng sữa. Với lại có passion fruit ở trong đây. Nhưng mà mình không có biết passion fruit bằng tiếng Việt kêu bằng cái gì. Cho nên mình sẽ ăn cái này. Cái này mình chia nha. Ok, mình ăn cái trước xong tí ăn cái sau. Wow, mình mới biết. Cái này nó rất là ngon luôn á. Này, đó, nó căng cái là mất hết. Mất hết 10 đô la. Này, mất hết 1 euro hay là 1 euro rưỡi. Cái này nó rất là deep. Là không biết kêu bằng tiếng Việt là giống như nó rất là ngon. Nhưng mà nó rất là deep, là sâu. Mà không phải kêu bằng sâu mà nó rất là đậm, chua. Đậm. Này, không thấy chua. Mình thấy sô-cô-la nó ngon. Này, đậm chua là chua. Xong rồi mình có có mùi passion fruit ở trong đây nè. Lịch ứng. Cái này là giống như chocolate người lớn. Cái này thì tí nó không có ngọt nhiều lắm. Nó chua chua. Nó nhiều chua hơn là nó có chocolate. Nhưng mà cái chua nó sẽ nằm ở trong cái miệng của mình sau khi mình đã nhai rồi đó. Cho nên cái này là rất là special feeling. À, cái này là không phải, cái này macaron không phải bình thường luôn á. Mình thấy cái này đáng mua chứ đáng ăn. Tại cái này là quality macaron. Tại mình đi ăn qua macaron ở Belgium, ở Italy, xong rồi Sweden, Denmark. Mình ăn hết rồi. Mình ăn mấy cái chỗ mà mắc tiền ở Denmark thì mình đi một cái bakery 120 tuổi già. Nhưng mà cái macaron đó không phải giống như cái quality của Paris. Cho nên mình thấy cái macaron này rất là đáng ăn. Ok, để muốn lấy cái nào? Caramel. Caramel đó, infinite caramel. Là caramel, salted butter caramel. Là nó có cho mặn mặn với lại có bơ ở trong nữa. Thôi liệt phần nghĩa, được không hổng? Wow, what the shit? Nó rất là fluffy, rất là ngọt. Nói mấy người mà thích caramel á, cái này là caramel quality có bơ ở trong luôn á. Có bơ cho nên nó giống như fluffy. Không biết fluffy là cái gì chồng? Fluffy nó soft là sao này? Nó fluffy. Soft soft. Dạ, nó cái cream nó fluffy. Kem sop, fluffy. Nó soft soft. Soft soft. Cream nó soft soft. Ăn thì nó fluffy, tự nhiên tiếng Việt soft soft nó rất là rẻ tiền luôn á. Rất là kỳ quá. Cái fluffy là giống như rất là ngon. Nhưng mà lúc mà mình nói xốp xốp bằng tiếng Việt thì nó nghe hơi kỳ lạ. Cái này là kêu bằng macaron Ella. Nó làm bằng citron với lại raspberry là cái môn tay. Môn tay. Ừ. Raspberry là môn tay. Thử nó có hai màu, nó có màu hồng đậm với màu hồng không có đậm. Màu hồng nhạt. Nhạt. Ok, là món gú. Cái này rất là, nó không có ngọt. Cái này mê đêm giống như trái cây gì á. Con tôi thích pieces of me á. Ăn một cái là hết của người ta. Có nhiều cái trái cây với nó không có nhiều chất ngọt. Cho nên nó cũng không có chua nhưng mà cái ngọt nó không có đậm giống như mấy cái caramel hồi nãy. Cái này thì nó ăn giống như dessert ngon hơn. Mấy cái kia là mấy người mà thích ăn đường á, đường lover á, thì mua con caramel hay là cái sô-cô-la.
caramel và lịch phô mai. The caramel và nó đậm, deep là cái gì? Deep là sâu. Nhưng mà the chocolate is very deep, cái chocolate giống như nhiều chocolate. Nhiều chocolate hả? Ừ. Chứ không phải nó, but dark chocolate là deep chocolate, flavor is deep. Đây là cái vị của nó rất là sâu sắc. Cái vị của nó rất là sâu sắc. Deep flavor là cái vị của nó rất là sâu sắc đó. Bây giờ mình học tiếng Việt, mình có một cái Google Translate ngồi ở đây nè. Chắc chắn là trời chỉ có đóng mòn thôi. Cho nên bây giờ nói tiếng Việt hơi dở hơn bình thường thì mình phải thử giải thích. Nhưng mà bây giờ mình biết là deep flavor là cái mùi này. Cái vị của nó đó, đậm đà. Hiểu rồi, cái, đậm đà, okay. Chứ không là sâu sắc, là, okay. Là đậm đà. Đậm đà, ok, cái vị của nó rất là đậm đà. Nước chocolate deep là cái vị của nó rất là đậm đà. Ok, cảm ơn chị Hồng đã chỉ mình nói tiếng Việt giỏi hơn. Ok, tí muốn lấy cái nào, còn cái 5 cái nữa thôi. Cái này là nó nói là yogurt français, yogurt with strawberry. Không phải white strawberry giống như hồi nãy, nhưng mà strawberry là dâu rừng. Dâu bình thường. Dâu bình thường. Không phải dâu được. Một cái là 2.9 euro, gần 3 đồng. Một cái là 3 euro. Oh my god, mình không biết mình ăn mắc gì. Mình tưởng một cái là 1 euro thôi cho nên mình không thấy mắc. Nhưng mà một cái thôi á là 3 euro, là 3 đô la. Là bằng tiếng Việt là 3 euro tiền Việt Nam của mình trị giá tương đương là 70 ngàn đồng. 70 ngàn đồng một cái. Xin lỗi nha dì Hai, không đưa tiền cho dì Hai mà đi ăn bánh. Là một cái là 3 euro, là tiền Việt là 70 triệu. 70 ngàn, xin lỗi. Mình ăn cái này á, cái màu trắng á thì nó giống như có mùi yogurt, là Yakult gì á, Yakult từ Asia á. Cho nên mình ăn nó chua trong á, còn cái bề ngoài thì nó ngọt chút xíu thôi. Nhưng mà nó ăn rất là đặc biệt, tại vì nó chua hơn là nó ngọt. Cho nên ăn cũng rất là kỳ lạ. Cái flavor này thì mình chưa có ăn ở trong một cái macaron, cho nên cái này là cũng lần đầu. Tí thấy ngon không? Mình thấy cái này rất là đặc biệt luôn á. Thấy không? Cái này thì nếu mọi người tới Pierre Hermé để ăn cái macaron đó thì nhớ mua một cái new collection nha. Tại chắc cái này là cái năm này thôi, năm tới thì nó sẽ mua cái làm cái khác. Cái này là không phải standard cho nên cái này rất là đặc biệt. Tí nó thấy là sao? Quên rồi. Nói tiếng Việt mà quên. Còn ba cái lại là ba màu nâu không à. Cái này là apricus không? Màu vàng không? Là apricus. Trái mận của Tây. Trái mận của Tây. Apricus, mình sẽ bỏ hình lên đây, là cái này là 100% apricus. Nó kêu bằng infinite apricot. Wow, nói it just be here là một cái là 3 euro. Nhưng mà nó ăn một cái nó không chừa cho ai, nó ăn hết. Ê, nó chín. Ây dù. Mất xỉn, chút xong rồi bị xong lát xếp. Con xe. Cái này cũng được, nhưng mà nó không có ngon bằng mấy cái kia. Cái apricot thì không có giống như đáng đồng tiền, cho nên cái này cũng có bình thường mấy cái tiệm kia á, cho nên cái này thì mình thấy ok thôi, chứ không có ngon bằng mấy cái mà thử trước. Ok, còn hai cái lại tới lấy cái nào. Yogurt or yuzu, nếu không là nó là vanilla Madagascar thêm một lần nữa. Vanilla de Madagascar, nhưng mà nó thêm cái đồ trứng màu vàng á, cái đồ scoolable á, trứng màu vàng nó có trong đây nè. Tròn vàng. Scoolable ở Na Uy thì kêu bằng scoolable, có chút xíu flavor scoolable, nhưng mà cái cream ở trong đây nó fluffy. Mấy cái cream có dạ và cái macaron nó không có fluffy. Fluffy là hồi nãy mình gọi là xốp xốp. Cái này nó, cái cream này nó rất là xốp xốp tại vì nó là vanilla, nhưng mà cái này là có real vanilla. Dẻo, không chừng nó dẻo. Này fluffy là giống như ăn này, ăn mấy cái này này, mấy đứa nhỏ ăn cái này nó fluffy á. Xốp. Mấy cái chấm chấm vanilla ở trong đây luôn á, cho nên cái cream này nó rất là xốp xốp. Mình thấy nó cũng ok. Cái này là không phải cái flavor mình thích, tại vì mình thấy vanilla rất là bình thường, cho nên mình không có thích nhiều vanilla. Nhưng mà cái vanilla này là quality vanilla. Ok, cái cuối cùng là cái gì mình cũng không biết, cho nên mình chỉ thử đại. Là màu vàng đậm ở bên đây, xong màu vàng không có đậm, lạc. Ok, là nó của gia đình yuzu thế. Ây da. Nói ở trong đây là có do ua, xong mà mình nghĩ hồi nãy mình ăn cái yuzu cho nên y lấy lộn, lấy hai cái hay sao á. Nhưng mà cái này cũng nó không phải xốp xốp, mà nó rất là kẹo, nó rất là đặc cái flavor, cái vị nó rất là đặc, cái cream nó dẻo chứ không phải fluffy giống như cái kia. Còn cái này thì nó không có xốp xốp, cái này nó cắn cái là nó deep flavor, đậm đà. Đậm đà mùi yuzu. Là yuzu là citrus của Hàn Quốc. Tí thích cái nào? Cái này nó chua, nó không phải ngọt. Nó chút xíu ngọt thôi, 10% ngọt, nhưng mà 90% chua. Xong mà lúc mà mình nuốt nó mình sẽ nghe cái mùi flavor yuzu á. Mình thích ăn chua, cho nên lúc mà mình ăn yuzu mình thích rất là phái. Khoái.
Khoái. Không được nói phái, tại cái đó là tiếng bình ba. Bây giờ mình phải tập lại nói tiếng bình thường từ Sài Gòn tới là khoái. Xong rồi chìa khóa. Chìa khóa chứ không phải chìa phá. Lúc mà mình nói ở nhà là mình nói chìa phá. Ok, bây giờ mình đã ăn hết rồi. Là mình ăn hết cái cut này. Với lại thêm có mấy cái mà không có trong đây là chắc new collection đó, nó chưa có bỏ vô. Mình thấy cái này là 5 sao, trăm năm sao. Tại cái này cái quality rất là cao. Nó hơi mắc. Nhưng mà mình thấy cái này nếu mình một lần đi Paris thì mình phải có cơ hội ăn thì đáng mình tiền, vô. Đáng thử thì mình phải vô Pierre Hamé. Nhưng mà nếu mọi người muốn đi vô Pierre Hamé là đi trước khi mở cửa. Tại nếu không thì mình phải đứng sắp hàng 45 phút. Y đã đứng sắp hàng 45 phút chờ. Cho nên Y đã chịu đựng đứng kia tới 45 phút luôn á. Đứng sắp hàng. Cho nên nếu mọi người có cơ hội đi Paris á, thì nhớ thử Pierre Hamé lại cái tài là Heritage Cake. Là cái này là nó làm rất là 100 năm rồi đó. Cho nên nó cái gì heritage ông lý ông lai ông ngoại do di truyền do di truyền từ đời này từ nọ đời này. Cho nên cái này là very special. Cho nên nếu mọi người có tiền thì nhớ spot á trừ lại 35 euro để mua với ăn thử mấy cái này. Thưa xin thắc cho chị Hồng làm cái Google Translate. Bye, see you next week. Bye.